Thiền sư Ấn Độ có thể ở hai địa điểm cùng lúc và có khả năng thôi miên chỉ bằng một ngón tay. Đây là hình ảnh thật của ông Karoli Baba, người đàn ông mà chúng ta khó có thể tìm thấy nhiều thông tin về ông trên các phương tiện truyền thông mạng. Ông là một vị thiền sư Ấn Độ nổi tiếng với cuộc đời như một câu chuyện truyền thuyết bí ẩn. Người dân Ấn Độ thường kể về ông như một trong những nhân vật bí ẩn nổi tiếng nhất trong lịch sử hiện đại. Ông Karoli Baba được sinh ra vào khoảng những năm đầu của thế kỷ 20 trong một gia đình Bà La Môn tại miền Bắc Ấn Độ. Ông Karoli Baba đã được cha mẹ làm lễ kết hôn với một người con gái. Tuy nhiên, vì không hứng thú với việc lập gia đình, ông ấy đã rời khỏi nhà để thực hiện những chuyến đi lang thang vòng quanh Ấn Độ và tham gia vào phong trào độc lập Ấn Độ vào năm 1942. Sau thời gian đó, ông Karoli Baba đã quay trở lại quê hương, bắt đầu tu hành và thiền định và nhận được nhiều sự quan tâm của các thiền sinh. Nổi tiếng với sự tốt bụng và tận tâm, ông được những tín đồ tôn sùng là người khai sáng nhiều linh hồn lang thang và là vị cứu tinh của những trái tim đang than khóc. Mọi người cũng cho rằng ông Karoli Baba sở hữu nhiều sức mạnh kỳ diệu như có thể phân thân ra nhiều nơi cùng một lúc hoặc đưa một người vào trạng thái thôi miên chỉ bằng cách tiếp xúc với ngón tay. Tương tự như điều mà Ngài Ramakrishna, một vị tu sĩ Phật giáo Ấn Độ kiêm nhà triết học, đã làm với Swami, và sau đó Swami đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Lời răn dạy và sức ảnh hưởng của ông Karoli Baba thậm chí còn lan truyền sang các quốc gia phương Tây, và một số người nổi tiếng cũng đã trở thành tín đồ của ông ấy như Steve Jobs, Mark Zuckerberg hay nhà văn Mỹ Albert, vì họ tôn sùng và tin tưởng vào sự hiểu biết của ông. Trong đó, nhà tỷ phú thiên tài Steve Jobs từng dừng mọi công việc và các cuộc gặp gỡ ngoại giao để đến đền thờ Kanchi của Karoli Baba vào giữa những năm 1974, tức là vào thời điểm 2 năm trước khi sáng lập Apple. Tuy nhiên, ông không biết rằng nhà sư huyền bí này đã qua đời gần một năm trước. Để tìm kiếm sự giác ngộ tâm linh, dù ông Karoli Baba không còn, Steve Jobs vẫn quyết định ở lại đạo tràng của Karoli Baba. Và trong 7 tháng tiếp theo, ông ấy đã đi khắp các bang phía Bắc Ấn Độ để được tiếp xúc nhiều hơn với Phật giáo. 2 năm sau, ông trở thành nhà đồng sáng lập cho thương hiệu Apple nổi tiếng thế giới. Ông Karoli Baba đã chỉ dạy cho những người tu hành theo mình 6 bước hành thiền để thực hành nhất quán. Tuy không nói luyện tập theo ông thì mọi người sẽ có được phép thần thông quảng đại hay đạt đến cảnh giới tối cao nào đó, nhưng nếu mọi người chăm chỉ luyện tập sẽ cảm nhận được nhiều thay đổi trong cơ thể và cũng có khả năng phát triển được nhiều sức mạnh kỳ diệu. Người ta nói rằng đã có một vị Hanuman xuất hiện ở Kanpur khi ngôi đền vừa được hoàn thiện. Hanuman ở đây là hình tượng thần khỉ từng được kể lại trong sử thi Ramayana của Ấn Độ, từng giúp đỡ người anh hùng Rama trong cuộc chiến chống lại vô quỷ Ravana. Lúc này, ông Karoli Baba được mời đến làm lễ, nhưng lúc đó ông đang ở Allahabad, một nơi rất xa Kanpur, vì vậy ông đã từ chối. Sáng sớm hôm sau, Karoli Baba thức dậy như thường ngày, nhưng sau đó ông nói với mọi người rằng mình cảm thấy không được khỏe, vì vậy ông đã về phòng để nghỉ ngơi. Mọi việc đều diễn ra bình thường cho đến hôm sau. Những người đi dự lễ từ Kanpur đã về đến Allahabad và họ đều nói rằng nhờ sự tham gia của ông Karoli Baba mà buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nhưng những người ở Allahabad đều không tin vào điều đó, vì họ đã chứng kiến ông Karoli Baba đã nghỉ ngơi trong phòng cả ngày. Ngay cả khi nếu ông ấy cố gắng để đến nơi đó, thì thời gian đi đến Kanpur cũng phải mất ít nhất 10 tiếng. Theo những người tham gia buổi lễ nói rằng, ông Karoli Baba đã có mặt để chủ trì buổi lễ vào khoảng thời gian từ 7 giờ đến 12 giờ sáng. Điều đó có nghĩa là ông ấy phải đến ở Kanpur lúc 5 giờ. Nhưng việc này là không thể xảy ra, bởi song song với thời gian tổ chức lễ, những người tại Allahabad đều nhìn thấy ông trở về phòng ngủ của mình. Đây là một câu chuyện huyền thoại khiến mọi người không thể nào tin được. Họ không biết rằng làm cách nào mà ông ấy có thể có mặt ở hai địa điểm vào cùng một khoảng thời gian. Năm 1958, một câu chuyện nổi tiếng khác về ông Karoli Baba khi ông bắt đầu một chuyến du hành rời khỏi quê hương. Lúc đó ông đã bước lên một con tàu nhưng chưa mua vé. Vì vậy người soát vé quyết định dừng tàu và buộc ông Karoli Baba xuống xe. Nhưng điều kỳ diệu là sau khi ông bị ép xuống tàu thì chuyến tàu cũng đột ngột tắt máy, không thể khởi hành. Sau nhiều lần cố gắng khởi động tàu, một người nào đó đã gợi ý cho người soát vé là hãy mời Karoli Baba trở lại con tàu. Ông Karoli Baba đã nói rằng sẽ đồng ý lên tàu nếu công ty đường sắt đáp ứng với ông hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là ông muốn công ty đường sắt hứa với mình rằng
sẽ xây một nhà ga ở làng Caroli, vì lúc đó dân làng phải đi bộ rất xa mới có thể đến được nhà ga gần nhất. Điều kiện thứ hai là công ty đường sắt phải cải thiện thái độ của mình, đối xử tốt với tất cả hành khách. Sau khi nhận được sự đồng ý từ quan chức công ty, ông Caroli Baba đã bước lên tàu. Ngay lập tức, con tàu có thể khởi động và vận hành trơn tru như chưa từng xảy ra sự cố gì. Sau khi câu chuyện trên chuyến tàu được lan truyền, ngôi làng nơi chuyến tàu dừng lại cũng đã được đổi tên thành làng Caroli để kỷ niệm sự kiện này. Ông Caroli Baba đã từng nói với những tín đồ của mình rằng ông ấy không là ai cả, ông ấy không có bài diễn văn nào, nhưng sẽ thường chỉ dạy cho mọi người qua những câu chuyện ngắn gọn và giản dị. Thông thường, ông sẽ ngồi hoặc nằm trên một chiếc ghế dài bằng gỗ và quấn kín người bằng một cái chăn, trong khi một số tín đồ sẽ ngồi xung quanh ông. Một số du khách đến và rời đi sẽ được ông ấy cho thức ăn, sau đó chỉ nói với họ vài từ, gật đầu và vỗ nhẹ vào đầu hoặc lưng, sau đó để họ rời đi. Ông Caroli Baba rất quan tâm đến những người nghèo và những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Nếu biết được một người nào đó đang khó khăn, ông ấy sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ và hỗ trợ họ. Ông cũng thành lập một tổ chức từ thiện để giúp đỡ trẻ mồ côi và nghèo khó, bởi đó là những mầm non tương lai. Ông Caroli Baba đã từng dạy mọi người rằng chấp thủ và bản ngã là những trở ngại lớn nhất đối với sự giác ngộ. Một người có học và một kẻ ngốc đều giống nhau, chừng nào còn chấp thủ và bản ngã trong cơ thể vật chất. Ông ấy sẽ khuyên mọi người cứ thuận theo sự sắp đặt của tạo hóa để họ có thể phát triển tình yêu và niềm tin cuộc sống, nhờ đó thoát khỏi những lo lắng không cần thiết. Cho đến 1 giờ sáng ngày 11 tháng 9 năm 1973, ông Caroli Baba đã qua đời sau khi rơi vào tình trạng hôn mê vì căn bệnh tiểu đường. Những người có mặt tại đền thờ Kanchi đã đưa ông ấy đến phòng cấp cứu tại bệnh viện, và tại đây, một vị bác sĩ đã tiêm thuốc và đeo mặt nạ dưỡng khí lên mặt cho ông. Nhân viên bệnh viện nói rằng ông Caroli Baba đang trong tình trạng hôn mê do tiểu đường nặng, nhưng mạch của ông ấy vẫn rất ổn. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Caroli Baba đã tỉnh dậy. Ông dùng tay kéo mặt nạ dưỡng khí ra khỏi mặt và giải đo huyết áp khỏi cánh tay, rồi nói với mọi người rằng những thứ này đã không còn tác dụng. Ông Caroli Baba chỉ xin một ngụm nước sông Hằng, nhưng vì hiện tại không có nên họ chỉ có thể mang nước thường cho ông. Sau đó, ông Caroli Baba đã lặp lại nhiều lần câu nói Jaya Jagadish Hare, có nghĩa là kính chào chúa tể của vũ trụ. Mỗi lần nói, ông vực ngày một thấp, rồi dần dần khuôn mặt ông cũng trở nên rất thanh thản và mọi dấu hiệu đau đớn đều biến mất. Ông ấy đã đi vào cõi vĩnh hằng. Những lời dạy cao cả của ông trong cuộc đời đã giúp nhiều người thay đổi suy nghĩ của bản thân. Trong triết lý của mình, ông thường khuyến khích mọi người rằng phục vụ người khác là hình thức cao nhất của sự tận tụy vô điều kiện. Khi chúng ta nghĩ và làm điều tốt thì những điều đẹp đẽ sẽ xảy ra trong cuộc sống của mình. Đừng lo lắng bản thân sẽ thiệt thòi khi làm một việc tốt. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.